trường em từng khao khát như muốn vỡ, cay đắng như đã xóa nhòa. Baby you and me, vì gần nhau từng hơi thở không nói nên lời, tâm trí em đã rối bời. Baby you and me, baby em muốn anh đưa em về, 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 baby. Ngày anh đi, nỗi nhớ vẫn kéo thêm với nỗi buồn. Phận tình đâu, hạnh phúc đã bước đi theo người. Don't wanna say goodbye, I don't wanna say goodbye. Ngày anh đi, giây phút đây đã không như bây giờ. Mình chia đôi, hạnh phúc đã mất đi thật rồi. Don't wanna say goodbye. Thôi đừng nhớ, khóc hết nước mắt chờ người nhưng chẳng quay về. Đừng bật khóc một mình lại thấy lòng mình đau thêm khi bao yêu thương tan vỡ rồi. Ngày anh đi mãi, nỗi nhớ vẫn thế cứ cuốn theo em. Bao nhiêu đêm hay em chờ, hạnh phúc đã bước đi theo người. Don't wanna say goodbye.
Trip Hydration, thương hiệu chăm sóc sức khỏe 5 sao từ Mỹ, mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ như tuổi 20. Trip Hydration, thương hiệu chăm sóc sức khỏe 5 sao từ Mỹ, mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ như tuổi 20. I don't want to say goodbye, I want to say hello. Hôm nay với Em Muốn Anh Đưa Em Về và Say Goodbye, hai sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Only Seas đã giúp cho Hà được có một màn mở màn. Hà rất ưng ý, không biết quý vị như thế nào với hai ca khúc vừa rồi ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hôm nay Hà vô cùng hạnh phúc cùng với ekip của mình khi được nhìn thấy tất cả mọi người ngồi ở đây, không chỉ là khán giả tại Đà Lạt mà rất nhiều người ở mọi miền, có rất nhiều những khán giả ở nước ngoài, ở nước Mỹ xa xôi, chỉ đặt vé về với lớp Songs của Đà Lạt rồi ngày mai lại quay trở về Mỹ. Đó là những điều mà Hà nghĩ Hà thành công nhất trên con đường mình lựa chọn, đó là trái tim và sự yêu thương che chở của khán giả dành cho Hà. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian cho Hà và lớp Songs. Và một liên khúc tiếp theo sau đây sẽ nói rõ hơn của một Hồ Ngọc Hà 14 năm trước và Hà của ngày hôm nay. Sẽ là hai thái cực, hai tâm trạng. Nhưng xin mời quý vị cùng đón nghe Thêm Một Lần Vỡ Tan và Anh Đừng Quên.
được nhìn thấy có rất là nhiều các bạn ở trong nghề đã cùng đến để ủng hộ tinh thần cho Hà. Làm ở Sài Gòn xong cảm xúc nó khác, mà lên tới Đà Lạt cảm xúc khác. Em ngồi 8 tiếp nè. Liên khúc tiếp theo sau đây sẽ là một liên khúc của nhạc sĩ Đức Chí. Và Hà tin chắc rằng đến hết chặng đường ca hát của mình thì Hà vẫn luôn tự hào để hát những ca khúc này. Bởi vì nếu như không có những bài hát này thì chắc chắn sự nghiệp âm nhạc của Hà chưa biết đang đi về đâu. Có một bài hát mà Hà xin được kể nhỏ, đó chính là Đêm Nghe Tiếng Mưa. Khi mà viết ca khúc này thì Hà là người làm chứng ngày xưa không có như thời đại bây giờ. Viết một bài hát mà để thu âm là rất khó, toàn là những cái cục gạch đó, mà may làm sao mà vẫn có một cái phần mềm thu âm. Và anh Chí là người đã lái xe Honda chở Hà và tự dưng sực nghĩ ra được một giai điệu, và đó chính là giai điệu của Đêm Nghe Tiếng Mưa. Và anh bảo là Hà lấy ngay cái điện thoại để thu âm ngay câu hát này, bởi vì anh thấy nó hay quá. Và đang đi trên đường, Hà cũng vòng cái tay ra để cái chiếc điện thoại và anh thu âm. Khi về đến phòng thu thì Đêm Nghe Tiếng Mưa được hoàn thiện cả giai điệu và cả lời bài hát. Và âm nhạc là như vậy, và cảm xúc cũng là như vậy. Nếu có quá nhiều sự sắp đặt ở trong đấy thì nó không còn hay nữa. Và ngay bây giờ cho Hà được một lần nữa tự hào hát một liên khúc của nhạc sĩ Đức Chí cho tất cả mọi người nghe. Có thể đã quá quen thuộc với Love Songs, nhưng đây là lần đầu tiên giữa đất trời mênh mông ở Đà Lạt như thế này. Thank you.
nhịp héo khô theo bóng ai kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ sẽ là một liên khúc do anh ấy lựa chọn. Đây là hai bài hát mà một sẽ là một bản cover Hà chưa bao giờ hát ở đâu. Hai là một ca khúc mà anh ấy rất là yêu thích. Bây giờ xin phép quý vị cho Hà có thể gửi tặng đặc biệt bài hát này cho tình yêu của Hà. This song's for you. Xin mời mọi người cùng đón nghe liên khúc sau đây. Câu tạm biệt anh nói trên môi, em biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khơi dài. Mắt em nhòa đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù ban ngày cũng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì mình còn lời gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm, mình còn lời gì ngoài ngày dường như dài thêm. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sáng mai giờ xa quá. Mình còn lời gì ngoài ngàn lời yêu đã trao, mình còn lời gì ngoài tình đã phai từ hôm nào. Lại một ngày trôi đi về mấy ngàn, em đi cùng đêm tan bờ sương khói. Câu tạm biệt em nói trên môi, em biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khơi dài. Mắt em nhòa đi mắt. Dạo ngàn tình yêu, người yêu ơi, dừng
cảm xúc mà mình đã đi qua như vậy, cảm ơn những người mà đã từng làm tan nát trái tim của mình như vậy, để khi có được hạnh phúc, Hà trân trọng nó vô cùng. Để dừng lại những câu chuyện tình yêu đấy, thì không biết quý vị sao, nhưng mà Hà thì chỉ có hai lý do duy nhất. Một là không còn điều gì để có thể chia sẻ với nhau nữa. Hai là có một người nào đấy xuất hiện và tình yêu ấy buộc phải kết thúc. Và những câu chuyện kết thúc của Hà cũng rất hay. Đó chính là toàn thường rơi vào dịp Tết, lúc mà cần nhau nhất để về thăm gia đình và chia sẻ với nhau. Thì Hà toàn ở nhà khóc thôi, không biết ba mẹ Hà ngồi dưới, không biết ba mẹ Hà có biết là đêm 30 nào Hà cũng khóc ở trên phòng hết. Khóc chán chê mê mỏi rồi xuống cúng với ba mẹ. Trong câu chuyện tình cảm đấy, Hà đã từng là người bị lệ thuộc, phụ thuộc, vì người đó đóng vai trò quá quan trọng trong cuộc đời của mình tại thời điểm ấy. Và cứ lần nào mà giận nhau thì Hà đành phải là người nở nụ cười trước. Cho đến khi mà như Hà đã nói, trải qua nhiều năm cứ phải chịu đựng như thế, ở bên trong mình tự dưng đến một ngày mình không còn gì để nói nữa. Và hôm đấy là 30 Tết, anh ấy bảo là thôi, mấy năm trước anh ăn Tết với em rồi, Tết này anh về ăn với mẹ. Thì nói đến ngang đó rồi thì mình phải nói gì nữa. Thì Hà bảo, dạ, có gì anh cứ về ăn Tết với mẹ. Và mọi người biết không, đêm 30, đêm mùng 1, mùng 2, mùng 3, những ngày quan trọng đang trôi qua, và Hà không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào để chúc mừng năm mới hay là để hỏi thăm. Không biết quý vị ngồi dưới đã ai từng trải qua những ngày lễ mà lúc mình cần người ấy nhất, thì là lúc mà mình phải đánh vật với rất nhiều những câu hỏi, là người ta có nhớ mình không, người ta còn yêu mình không, giờ này họ đang làm gì. Cho đến mùng 7 Tết, trong những giấc ngủ chập choạng 7 ngày không ngủ, Hà nhận được một tin nhắn là anh nhớ em. Hú mà cũng đồng thanh về luôn. Hà chỉ nhắn lại ngay tức khắc, quá trễ. Chảnh như thế. Và sau hai chữ quá trễ đấy thì khóc bù lu bù loa luôn. Và Hà luôn cầu mong những khán giả Love Songs của Hà cứ yêu những bài hát thất tình và cứ đến với Hà thôi, nhưng phải luôn tìm được một người đồng hành bên cạnh. Vì đến cuối cùng, mục đích trong cuộc sống của mình không phải là tìm tình yêu, mà là tìm hạnh phúc. Phải một người làm cho mình cảm thấy hạnh phúc thật sự. Còn nếu cứ chạy theo tình yêu, thì tình yêu đối xử với mình dã man lắm. Rồi, bây giờ sẽ quay trở lại bài hát, một liên khúc của nhạc sĩ
Nguyễn Minh Cường. Xin dành một tràng pháo tay cho Nguyễn Minh Cường, người đã hôm nay không ngồi ở phía dưới để coi mà lại ngồi trên đấy trong nhóm bè Cadillac để hỗ trợ cho Hà trong những bài hát của mình. Cảm ơn Cường rất nhiều. Và ngay bây giờ thì sẽ là bài hát Xe Duyên. Và hy vọng là tất cả mọi người hãy cùng hát với Hà những ca khúc mà mọi người nếu lỡ thuộc và lỡ yêu thích nhé.
một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ, cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ, chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Thì không có bất kỳ một câu chuyện nào hết, chỉ là vì Hà quá yêu thích mà thôi, nên Hà đã xin được hát lại liên khúc nhạc Pháp này để dành tặng cho chúng ta đang ở một khung cảnh vô cùng Paris. Khi mình yêu trong phút giây mắt trao nhau, tìm đến bên nhau phút ban đầu như giấc mơ. Khi mình yêu, khi mình yêu bao thiết tha, với đôi vai gầy ngóng trông mong phút hẹn hò như thoáng qua. Khi mình riêng ta không cần ai, ta hãy sống trong đam mê quen thuộc.
ban đầu như thoáng qua khi mình yêu. Khi mình yêu bao thiết tha với đôi vai gầy mong chung mong. Phút ban đầu như thoáng qua khi mình. Thank you.
Hà đã phải đi xuống tận dưới để có thể. Một lát nữa nếu mà Hà có cơ hội, Hà sẽ đi sang hai bên kia nữa. Ngay bây giờ, không biết nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đang ngồi ở đâu ạ? Anh đứng dậy cho mọi người được nhìn thấy anh đi. Một tràng vỗ tay cho nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ạ. Trong sự nghiệp ca hát của Hà thì Hà được cộng tác với rất nhiều những nhạc sĩ tài năng. Như nhạc sĩ Đức Trí hay nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận là những người đã dành tặng cho Hà rất rất là nhiều, không chỉ một bản hit mà rất nhiều những bản hit. Vì vậy mà phải nói thật là Hà phải mang ơn rất nhiều. Và ngay sau đây cũng sẽ là một liên khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, nhưng được nhạc sĩ Hoài Sa sẽ phối lại mới hơn một chút, sẽ có rất nhiều những điều mới mẻ và lần đầu tiên. Ngay sau đây, nếu ai là những fan của những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận thì hãy chìm đắm vào những bài hát vô cùng tan nát. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Biết bao lần rồi em thức giấc.
bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim, từng ngày trôi qua tan trong lòng yên, bên nhau mà sao chỉ thấy một xa, thêm nhớ xót xa, mà thời gian vô tâm giết tình ta, chắc bởi vì người đã hết yêu em rồi, có lẽ đêm nay là giây phút cuối rồi, đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời. Hãy nói đi anh ngàn lời trong đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Cô níu tay anh mà sao chỉ thấy buồn, cô níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt. Biết mãi hương xưa ngày nào còn có nhau, giờ đi mãi chia ly. Càng trưởng thành càng cô đơn và gửi người yêu cũ. Và càng trưởng thành Hà mới nghiệm ra được có 3 điều mà Hà cần chia sẻ với quý vị ngay. Và Hà đã lấy nó làm những gì nhắc nhở Hà mỗi ngày. Đó chính là đừng hứa khi vui.
Đừng trả lời khi tức giận, và đừng quyết định khi buồn. Vui hay hứa lắm, hết vui mà bắt đầu ân hận những lời hứa của mình. Còn quý vị nghiệm đi, càng tức giận càng trả lời thì càng sai. Và có một tuyệt chiêu mà Hà muốn chia sẻ với mọi người, mà Hà vượt qua được rất nhiều những sự tức giận, những sự ức chế khi đăng Facebook. Đó chính là nếu mọi người có tức giận một điều gì, muốn nói ra một điều gì, cứ nói, cứ viết, nhưng đừng viết trên status. Viết trong bản ghi chú, viết hết ra tâm trạng của mình, muốn nói cái gì cũng được. Để vài tiếng sau quý vị đọc lại, mình sẽ thấy là chả đáng gì để mình nói cả. Và cái cơn điên, cơn tức giận đấy nó chỉ là trong phút chốc đấy thôi. Về sau, khi mình bước qua được nó rồi thì mình cảm thấy không có gì phải bực tức cả. Còn đừng quyết định khi buồn là một điều vô cùng quan trọng. Đừng có đang ở trong một trạng thái cô đơn mà vớ đại một tình yêu nào đấy, hoàn toàn sai lầm. Mà cứ sai lầm này đi đến sai lầm khác, là cứ phải hát hoài ca khúc Gửi Người Yêu Cũ, cứ cũng không nên. Thành ra đó là những điều mà Hà rất muốn chia sẻ, bởi vì có rất là nhiều bạn đã inbox cho Hà và hỏi chị ơi, sao chị có thể vượt qua được những thế này, những điều người ta nói thế kia, và những lúc thất tình thì chị làm thế nào. Hà chỉ có từng đó thôi đó. Còn ngay bây giờ thì như Hà đã nói, càng trưởng thành càng cô đơn, và Gửi Người Yêu Cũ. Xin mời mọi người cùng đón nghe hai ca khúc này. Em học yêu bản thân hơn,
em học quen với cô đơn, cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không ngại chi phút chân. Để em ở lại nhìn đau cũng đau, vì em yêu đuối, muôn đời em vẫn yêu đuối. Em trả hết đi bằng những gượng cười, chẳng để anh nhận ra rằng em yêu đuối, muôn đời em vẫn yêu đuối. Anh không phải em đâu thể hiểu được, nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế. Mọi người chắc cũng đặt một câu hỏi là vì sao mà Hà mời Mai tới đây được không ạ? Chứ Mai trả lời mọi người được không? Dạ không, bây giờ có chị Hà ngồi đây em trả lời không có được tự nhiên. À rửa. Cho nên là mời chị Hà đi vô uống miếng nát. Uống miếng nát. Okay. Uống miếng nát rồi thích cho thậm cái dòng. À ok rồi, rồi em đi vô một tí 15 giây em ra liền nha mọi người. Yeah, cảm ơn Mai. Dạ. Em xin được tâm tình với mọi người một chút xíu là em rất biết ơn chị Hà và cả ekip đã mời em có mặt tại một cái không khí nó rất là lãng mạn mà không có diễn tả được. Thì cái cơ duyên mà em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay thì thực sự là tự nhiên em nhiều chuyện á, cái em tám với một chị bạn của em thì em cũng không biết chị đó còn nhiều chuyện hơn em. Cái đi mép cái câu chuyện đó lại với anh Trung là quản lý của chị Hà thì em nói rằng là chị tự nhiên chị hỏi Mai trong các ca sĩ thì em thấy này này kia kia sao sao thì em chỉ tám thôi, em biết em có nói xấu ai không, lỡ thì chị đừng có bày ra em ra nha. Thì em có nói là mỗi người ca sĩ đều có một cái giọng rất là riêng. Mọi người đi lên Đà Lạt á, mỗi hoa, mỗi loài hoa thì có một cái hương sắc nó rất là đẹp và rất là riêng. Nếu như mà chỉ một loài mà nở hết cái Đà Lạt này thì chưa chắc nó đã đẹp. Thì nó phải là đều, nó phải rất là nhiều cái hương sắc để cùng khoe thì nó mới tạo thành một cái Đà Lạt nên thơ nhiều hoa như vậy. Thì đối với nghệ sĩ cũng vậy, mỗi người giống như một cái loài hoa vậy. Thì giọng hát cũng vậy, cho nên Mai mới nói rằng là Mai rất là trân trọng những người mà từ cái vốn có của mình mà làm đẹp lên cái vốn có của mình á. Thì chị Hà là một trong những nghệ sĩ mà em mới thấy được là cái hành trình của chị thì chị kiên quyết với cái con đường của chị đi. Mặc dù là đối với trong nghề thì em biết nó rất là khó. Thì chị Hà là một cái phiên bản tốt hơn so với chính mình mỗi ngày, mỗi ngày. Mọi người có thấy điều đó không ạ? Thì em chia sẻ thì em có nói như thế với cái chị bạn đó, chị mắc lại thì tự nhiên cái nói tại sao mà không kết hợp hai giọng này. Cái em khi nhận lời mời thì em nói là à, đôi khi là một cái giọng trầm kết hợp với một cái giọng cao mà léo nhéo như của mình đôi khi nó ra một cái phiên bản nó lạ tai, chứ em cũng không dám nói là có hay hơn hay không hay, mà mọi người có nghe lạ tai không ạ? Yeah. Nếu như nói ổn thì để tụi em có cái cơ hội để mà có thể ngồi hát cho nhau nghe trong cánh gà hơn nha. Yeah. Và chị Hà ơi, chị uống viên nạc sống chưa?
sống. Rồi chị sống rồi. Chị sống rồi. Rồi thì em đứng dậy. Dạ, vậy thì cho phép em được đứng dậy và mời cô nương xinh đẹp của chúng ta để trở thành sân khấu. Không nghĩ là đã không, nếu kéo được rồi
chạm vào tay cho ban nhạc Hoài Sa được không ạ? Hôm nay có một điều mà cả chương trình đều rất đau tim, đó chính là hiện tại anh Hoài Sa đang sốt 40 độ. Nhưng anh ấy vẫn ngồi đây và cùng đánh đàn cho Hà hát và cho tất cả quý vị cùng nghe. Xin một tràng vào tay nữa để cho anh có thể vực tiếp được tinh thần của mình đúng không ạ? Anh Sa ơi. Okay. Và không biết là còn bài hát gì còn sót lại và quý vị còn muốn nghe không ạ? Vừa rồi là Chưa bao giờ và Chợt nhớ về anh. Đây là một trong những bài hát mà các bạn fan ở Hà Nội, không biết các bạn ở đâu rồi ạ, đã bay vào đây, yeah, và đã yêu cầu bằng được với ca khúc Chợt nhớ về anh, một trong những bài hát mà Hà rất ít khi hát ở trên sân khấu. Còn ngay bây giờ thì sẽ là hai ca khúc cũng nằm ở trong Love Songs. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Xin mời ban nhạc ạ. Bên em mà đây mỗi đứa lại một nơi anh.
cảm ơn mọi người rất nhiều. Vừa rồi là hai sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Và ngay bây giờ thì sẽ là hai bài hát. Một là ca khúc của Hà và một là ca khúc của người khác. Tuy nhiên hai ca khúc này cũng sẽ là những gì da diết nhất và đau khổ nhất và đành phải chấp nhận nhất. Xin mời mọi người hãy cùng đón nghe một trong những bài hát Hà yêu thích nhất trong sự nghiệp ca hát của mình. Đừng đi, xin mời mọi người cùng đón nghe. Mai còn không từng nỗi nhớ khiến nước mắt em rơi. Mai còn không tình yêu bao lâu ta luôn ngóng trông. Ngày mai có còn là qua nhau hay gặp lại nhau, chỉ là những người đi qua đời nhau, yêu thương mau xa nhau vội vã. Mai còn không lời yêu giữa những nỗi nhớ mênh mông. Mai còn không tình yêu bao lâu ta luôn ngóng trông. Ngày mai có còn là của nhau hay gặp lại nhau, chỉ là mình nhận ra ta cần nhau và còn yêu nhau quá thế. Có thể hãy ở lại đây dẫu sẽ chết trong vòng tay. Hãy một lần sống đúng với trái tim mình để cứ bước tiếp đi chẳng nghi ngại gì. Nếu có thể cứ bất chấp hết bao khổ đau, cố gắng giữ lấy nhau đừng buông tay. Dẫu ngày mai sau sẽ gương nát tan rồi làm sao.
như không mơ khó. Mất một người bằng lòng thủy chung của mình. Cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng em. Một ngày nào đó kết thúc. Xin mời ban nhạc ạ. Còn em, cô đơn thì trên sofa. Cô đơn trên sofa, con tim như tan ra, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chưa tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, chẳng phải anh yêu em hơn cả anh mà. Để cho thanh xuân này chưa tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Tình nào là tình trạng mưa phai tháng năm, một ngày vẫn trôi đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn, hóa ra chỉ mình em đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em xem từng tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim em vài giây cuối thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu xa. Cho em thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Hãy
được cứu xa. Cho em thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi. Vì sao lại đem vương sầu chi khóa đi? Vì sao lại đem cô đơn thành sông, vỡ nỗi buồn sông, vỡ tâm hồi bên trôi lấy đây trong cơn phong. Hãy
lòng muôn phiền chuyện thương tình thế đây, đớn đau sẽ giúp ta trưởng thành, cho ta thêm sức mạnh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã cùng đến đây trong buổi tối ngày hôm nay, và xin dành một tràng pháo tay cho hai bộ đồ của Lâm Gia Khang được không ạ? Cảm ơn khách sạn Hotel Colin. Xin được cảm ơn khách sạn McCree Dallas Resort. Xin mời các bạn cùng lên đây.